Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đã đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh. Hôm nay thì Linh chia sẻ với mọi người cách ôm dừa. Dừa đã có mọng sẵn và lọt ra rồi mọi người, và chúng ta xử lý như thế nào và ôm như thế nào. Mọi người cùng theo dõi nha. Rồi đối với những cây dừa như thế này nè mọi người, mình sẽ lọt cái gáo ra, mình lọt cái vỏ ra, rồi xong mình sẽ đánh bóng cái gáo, rồi mình sẽ tha keo cho nó mọi người, keo liền da mọi người, để nó không thấm nước khi mình ôm xuống á, cây nó phát triển tốt hơn. Hôm nay mình lọc rất là nhiều dừa mọi người, tới mười mấy trái nè, đến tối à, chiều mưa đó, cho nên mình ôm rồi sẵn mình quay lại nó chia sẻ cho mọi người luôn. Hình ảnh không được tốt mấy nha, mọi người thông cảm nha, cũng trời tối à. Đó, đây mình có ba loại mọi người, một loại cao nè, loại này là cao, loại này hai mọng mọi người, cao, và một loại dừa dừa, loại dừa dừa là loại này đang trái hai mọng dừa dừa nữa nè mọi người, với một loại cũng lên nhú cao, và một loại nữa là rất là nhỏ, rất là bé luôn, mới vừa nhú lên luôn mọi người. Rồi bây giờ mình tiến hành ôm ba loại ôm như thế nào, xử lý như thế nào để chia sẻ cho mọi người xem nha. Rồi đầu tiên là mình cho một ít sơ cộng vào đây để nó thoát nước tốt mọi người, rồi giá thể sơ dừa vô. Đó, mình sẽ ôm cái loại mới nhú mọng lên trước mọi người. Này, lấy cái loại này đi, cái này là mới nhú mọng nè mọi người, cái gáo của nó rất là lạ luôn. Nó không được tròn, nó hơi méo méo, kiểu này thì mình sẽ ôm lên cái kiểu này nha. Đây, cái méo ở đây thì mình không, cái kiểu này thì mình ôm là mình quyết định là cái dáng của nó luôn nha mọi người, cái dáng của nó đến khi nó mọc lên là mình quyết định luôn. Cái này méo quá, ôm cái kiểu này như nó đã mọc sẵn luôn mọi người. Đó. Rồi mình cứ cái gì ôm. Cho sơ dừa vô. Mọi người ôm nhớ là để chỗ cái cuốn mọng của nó này, mình để hở ra, mình đừng có để mà sao vừa đắp lên nhiều quá thì nó mấy con côn trùng này kia dễ nó vô đây nè, nó sẽ cắn hư cái mọng của chúng ta nha. Đó. Rồi đối với cây mới nhú này thì mình cứ để gì đến khi phát triển rồi mình mới xử lý mọi người. Rồi một cây. Rồi đối với cái loại thứ hai này thì mình ôm thì dáng thế thì mình tùy mọi người ôm thôi, mọi người mà thích ôm cái dáng nào thì ôm. Cái loại thứ hai này thì mình như cái trái này thì mình cho nó dáng chụp luôn mọi người, trái này dáng chụp rất đẹp, cái gáo nó tròn nè, nó cũng mọc sẵn như vậy rồi. À, cứ để sơ dừa lên thôi, mình tưới nước thôi. Đối với những loại dừa đã có mọng sẵn mình lọc ra như thế này thì mọi người sử dụng thêm cái thuốc kích rễ nha. Cái thuốc kích rễ là để cho nó kích thích mọc rễ ra được, cây nó phát triển tốt hơn. Rồi đối với loại thứ hai này thì nó cao hơn cái loại kia mọi người.
thì mình ôm cũng để đây luôn. Hai ba ngày, 4 5 ngày nữa mình thấy cái cây phát triển ok thì mình mới bắt đầu là xử lý bẹ, là bẹ của nó, xử lý mấy cái bẹ này đó, tại nó cũng còn nhỏ mọi người, không còn cao đâu. Hai loại này thì mình cứ để tự nhiên. Rồi tới cái loại này mọi người, cái loại này là loại cao nè đó. Rồi loại thứ ba này thì cái dáng này thì cái cây hai mọng này thì mình ôm theo kiểu dáng nó mọc sẵn luôn nha mọi người, nó mọc hơi chịch mọi người, nó mọc ngay đây mới đẹp nè. Rồi mình sẽ ôm theo cái kiểu nó mọc như vậy luôn, nhưng mà nó mọc ngay đây nó mới đẹp mọi người, nó mọc ngay hai mắt này mới đẹp nè. Có thể mình ôm như vậy thì nó nghiêng qua thì mình quyết định ôm theo cái kiểu nó mọc sẵn luôn mọi người đó, ôm theo cái kiểu mọc sẵn của nó luôn. Mọi người nhớ là ôm là để chừa cái cổ này chống chống ra nha, để mấy cái con côn trùng á nó vô nó trú ngụ đó là nó cắn cái cổ hủ của chúng ta, nó hại cho cái cổ hủ của chúng ta là hư là cái dừa chết đó mọi người. Rồi đối với cái loại này thì mình ôm như thế này, mình sẽ xử lý đó, mình xử lý những cái bẹ ở bên ngoài này mọi người bớt đi đó. Mấy cái này thì mình giữ nguyên nha, mình sẽ gạch một số bẹ này nè, mình gạch cái bao của nó ra để cho nó bung ra đó, để mình lấy mình dưỡng, mình lấy về cái này là mình lấy được cái đọt ở trong, là cái đọt này là mình lấy được nè mọi người, nó lùng nè đó, như cái này mình vẫn lấy được nè đó. Mình chỉ bỏ những cái lá cao này, mấy cái lá cao này, nhưng mà mình chưa có bỏ liền, trước mắt là mình sẽ xử lý mấy cái bẹ này, mấy cái bẹ không lá này nè, xong cắt mấy cái bao này ra cho nó bung bung ra, từ từ cây phát triển tốt mình sẽ hạ bỏ những cái lá cao, mình dưỡng những cái đọt non này đó. Là cái loại là thứ ba mình sẽ làm như vậy để tiết kiệm thời gian của mọi người, thì chút xíu nữa mình sẽ làm sao, mình nói vậy thì mọi người cũng biết cách làm ha. Cái cách cắt bẹ thì mình cũng có làm một clip rồi mọi người, mọi người có thể lên kênh xem nha. Rồi đối với cái loại cao như thế này rất là dài luôn mọi người, trái này cũng hai mọng nè. Nè, cái rễ nó rất là đẹp luôn, cái rễ này mình dưỡng lại tới nữa mà cho nó lòi cái rễ lên rất là đẹp luôn mọi người. Loại này thì mình cũng ôm theo cái kiểu nó mọc sẵn luôn mọi người. Rồi mình ôm theo cái kiểu của nó mọc như vậy luôn nha, cái chậu này hơi nhỏ không sao, mình cứ ôm cho nó phát triển rồi mình sẽ sang chậu lớn hơn mọi người, mình cứ đắp vô để cho nó tiếp xúc xong. Mà mấy cái loại này là mọi người nhớ là nếu chúng ta không dùng thuốc kích rễ á thì mọi người hạn chế tưới nước nha, để không là nó bị thối rễ, là nó bị hư mọi người, nó không phát triển được đâu. Mọi người nên dùng cái thuốc kích rễ, cái thuốc kích rễ ra tiệm bán thuốc bảo vệ thực vật mọi người, mọi người cứ mua mấy loại thuốc kích rễ rất là nhiều loại luôn, loại nào cũng được, mọi người cứ xài nó sẽ kích cho cái rễ mau ra, rồi cái cây nó hút được chất dinh dưỡng, hút được nước, nó mau phát triển mọi người. Rồi ta đắp luôn, chút xíu nữa mình sẽ lấy giải đẩy lên mọi người, để tiết kiệm thời gian cho mọi người thì công đoạn đó thì rất là dễ. Đó, mình đẩy lên để mình tưới nước, đất nó không trôi đi mọi người. Rồi đối với cái loại này thì mình xử lý luôn, mình sẽ xử lý những cái bẹ này hết, làm sạch hết tất cả luôn, rồi xong là mình sẽ chừa một cái lá thở mọi người,
vừa một cái lá thở mình xử lý tới đọt non luôn nha, xử lý trước luôn, mình không để cho nó phát triển thêm nữa. Cái cách xử lý chừa lá thở thì mình cũng có làm một clip ở trên kênh rồi, hạ cây dừa tông cao, cây dừa tự nhiên nó cao hơn cây này luôn rồi, thì mình cứ xử lý như vậy thôi. Mình chia sẻ với mọi người cách đó thì cũng rất là dễ mọi người. Mọi người cứ hạ hết mấy cái lá này, làm dọn sạch hết, mình sẽ giữ cái đọt non bên trong. Đây nè, cái đọt non bên trong này nè mọi người. Giữ cái đọt non này lại, rồi mình hạ hết mấy cái lá bên ngoài. Để mình lấy cái tông thấp xuống mọi người. Rất là đơn giản thôi. Mọi người cứ từ từ làm, ở nhà có cây cao gì thì cứ đem vô làm bonsai thoải mái mọi người. Cái này thì lá nó quá cao rồi. Lá nó cao quá nên mình phải hạ, mình lấy lại cái bộ lá mới, lá non mới. Đó, nó sẽ đẹp hơn. Rồi clip mình chia sẻ với mọi người đến đây tạm dừng mọi người. Mình tranh thủ làm ôm thêm một số này nữa nè. Chứ còn một số dừa mới lọt nữa mọi người, chưa ôm này. Chưa đánh bóng luôn. Số này có dừa mini nữa mọi người. Dừa siêu nhỏ luôn nè, kéo dài luôn nè. Rồi clip của mình tạm dừng mọi người. Mọi người xem clip thấy chia sẻ của mình hữu ích và cũng như thú vị thì mọi người đừng quên chia sẻ video, like video, ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip sau nha.